các bạn thiếu nhi trường tiểu học Hà Nội ơi. Bây giờ thì thấy thế này rất là đều luôn. Và hôm nay thì đến với chương trình thì rất là muốn được giới thiệu về bản thân mình. Nhưng mà anh là muốn hỏi một trong số những bạn thiếu nhi là: các bạn có biết đứng trên sân khấu là ai không? Là ai? Hình như bên này nói chú Quận. Là ai? Bên này thì vừa chú Quận vừa Alibaba. Thế bây giờ là ai nhỉ? Bạn nào giơ tay lên nào. Rồi, anh sẽ hỏi một bạn. Rồi, anh là ai? Rồi, một người nữa. Rồi, mời bạn gái. Chú Quệ. À, thế là hôm nay làm hai thân phận rồi. À, năm nào thì chú Quệ từ Như Tài cũng được vinh dự về với các em thiếu nhi của trường tiểu học. Nhưng mà năm nay thì chú Quệ già rồi, chú Quệ phải nghỉ hưu để nhường cho một chú Quệ khác. Và chính vì thế mà Ngọc Hoàng cũng đã nói với chú Quệ từ Như Tài rằng là năm nay không làm chú Quệ nữa, mà năm nay sẽ phải làm A gì nhỉ? Tôi nào, 2, 3. Đúng rồi, Alibaba. Mà nếu là Alibaba thì phải hát bài gì nhá? Đúng rồi, là bài Alibaba. Bây giờ Alibaba muốn tất cả các em sẽ cùng hát với Alibaba với một bài hát mà năm nào chú Tài cũng hát, đó chính là bài Alibaba. Nhưng mà chúng ta tập trước nhá, tập xem là có đều không nhá. Khi xưa Alibaba như vầng trăng xa trước trên trần gian. Đúng rồi, chúng ta sẽ hát to như thế. Mỗi một lần chúng ta giơ mic ra thì các em hát thật to nhá, để chúng ta sẽ có một bài hát Alibaba thật hay và thật vui trong chương trình Vui Tết Trung Thu. Bây giờ xin mời bên âm nhạc sẽ cùng mở nhạc lên cho chúng ta hát chung bài hát này. Một tràng pháo tay của tất cả các em. Alibaba sẽ đi xuống bên lớp của các anh các chị trước. Các em giơ tay lên nào. Hát thật to lên nhá. Nhạc to lên nữa. Rồi mình sẽ hát từ đây, ai hát to thì lớp đó sẽ có thưởng. Alibaba, chúng ta đã thống nhất với bên ban tổ chức, lớp nào hát càng to thì lớp đó sẽ có túi quà càng lớn. Rồi, vỗ tay nào các bạn. Vỗ tay theo Alibaba nhá. Chuẩn bị hát nhá. Để xóa hết những bóng mây phủ che khuất ánh trăng em đẹp. Nào ta cùng hát và đi vào những nhịp chân. Chuyện xưa cho em không ta với bao lời ca ngọt ngào. Vầng trăng luôn rực sáng soi chẳng gian đẹp ngay. Chẳng dù gì đã mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát và đi vào những nhịp chân. Và mẹ ơi với tinh thần gần dũng sĩ Alibaba. Tìm mùa xuân mang một tháng vui tươi để bao ước mơ. Mang đến cho đời niềm vui có ý chân. Giơ tay thật cao lên các bạn ơi. Và bây giờ thì bên này sẽ cùng hát với Alibaba thật to nhá. Giơ tay lên nào. Xin mời tất cả những cánh tay của các em chúng ta dâng cao lên đây ạ. Xin mời những cánh tay của tất cả các em ạ. Hôm nay Alibaba thì chẳng dùng gì hát vang lời ca. Chuyện xưa đã kể rất hay, vầng trăng sáng ước mơ một đêm về. Để xóa hết những bóng mây, phủ
che khuất anh chàng em đẹp. Nào ta cùng hát vang bản nhạc nhịp trống, chuyện xưa chuyện cũ ta vơi bỏ lời ca ngọt ngào. Vầng trăng rực xa soi trần gian đẹp thay, chẳng dù gì đã nhưng mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang bản nhạc nhịp trống và hát lên những tiếng đồng dù gì đã như bao ca. Tình mùa xuân và cùng hát vui tươi để bao lúc mơ mang đêm cho đời niềm vui cõi trời. Vỗ tay! Nào ta cùng hát vang bản nhạc nhịp trống, chuyện xưa chuyện cũ ta vơi bỏ lời ca ngọt ngào. Vầng trăng rực xa soi trần gian đẹp thay, chẳng dù gì đã như mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang bản nhạc nhịp trống và hát bao với tinh thần đang dũng sĩ ấy như bao bơ. Tình mùa xuân mang cùng hát vui tươi để bao ước mơ mang đến cho đời niềm vui cõi trần.